Thưa quý khán giả, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng là nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 33 đến 35 độ. Độ ẩm trong ngày gia tăng nên thời tiết oi nóng. Từ tối và đêm nay, một vùng hội tụ gió hình thành trên khu vực Bắc Bộ. Mây dông xuất hiện nhiều hơn tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, gây mưa rào và dông tăng lên cả về diện mưa và lượng mưa. Trong mưa dông thì cần đề cao cảnh giác với lốc sét, mưa đá cũng như là gió rất mạnh. Nắng nóng diện rộng trên khu vực Bắc Bộ chấm dứt từ ngày 30 tháng 7. Với các tỉnh miền Trung, thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa và ban ngày thì có nắng nhiều. Nhiệt độ trưa chiều nay tại đây duy trì ở ngưỡng là từ 33 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, đôi lúc có nắng. Về chiều tối thì mưa rào và dông rải rác kèm theo lốc sét cũng như là gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều nay tại đây phổ biến trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Ở trên biển tại cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trời đều không mưa, gió cường độ thấp, biển bình thường.